Ok, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip ngắn để hướng dẫn anh em sử dụng cái con Seiko SPC133P1 hay thuộc dòng máy Perpetual Calendar 7T86 của Seiko. Thì em này trên mặt đồng hồ sẽ hiển thị kim, có kim dây nhỏ này, có kim chỉ tháng ngày, có lịch thứ và có kim giờ kim phút. Đấy, trên tay mình đây là em nói, các bạn hãy xem. Đồng hồ sẽ có hai chế độ, một là hiển thị giờ thời gian và hai là bấm giờ. Ngoài ra thì em nó còn có cái đồng hồ báo thức rất là hay, tiếng chuông nó có cả chuông báo thức luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển giữa hai cái chế độ hiển thị thời gian. Một là thời gian, đây là tăng, khi mà bấm nút B thì nó sẽ chuyển từ thời gian ngày sang bấm giờ sang thời gian hiển thị ban ngày. Đây hiện tại đang là chế độ bấm giờ của nó, bạn để ý cái vị trí của cái kim thẳng đứng. Bấm phát nữa thì nó lại chuyển sang chế độ hiển thị giờ hàng ngày, thì cái đuôi kim màu đỏ nó sẽ chỉ lịch ngày, nó là ngày 18. Bấm tiếp thì nó sẽ chuyển sang lịch tháng, đang là December là tháng 12. Bấm nữa là cái điện lịch thể hiện năm. Cái năm này thì nó sẽ chính xác đến năm 2100, rất là lâu. Ở đây là cái bảng chia trên điện lịch của Seiko. Đấy, mọi người sẽ cùng tham khảo. Có NI cộng 1 cộng 2 cộng 3 tương ứng với cái số năm, mỗi năm sẽ cách nhau, mỗi vòng sẽ cách nhau 4 năm. Mọi người sẽ tìm hiểu thêm nhé. Tiếp đến là mình sẽ hướng dẫn cách chỉnh thời gian hàng ngày trên lịch này. Trên cái mặt đồng hồ ấy, mình sẽ cái crown mình sẽ rút ra hai lớp, thì lúc đấy thì cái kim nó sẽ trở về các vị trí như này, thì mình sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ để chỉnh kim phút và kim giờ. Cái điện lịch, mọi người chú ý là cái lịch này nó có cái điện lịch có 12 giờ nhưng mà hàng ngày là 24 giờ, nên là 12 AM và PM, nên mọi người chú ý là khi mà bạn qua 12 giờ nó sẽ nhảy lịch, tức là đang là lịch đêm, nhảy lịch tuần thứ thì sẽ là 12 giờ đêm. Ok, sau đó khi chỉnh xong thì mọi người sẽ bấm cái crown trở về vị trí ban đầu, tức là bấm nó vào. Đấy. Ok, chắc là hơi mạnh tay. Rồi, nó đồng hồ các kim nó sẽ chạy về vị trí của hiển thị. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh cái thời gian, thời gian hẹn giờ này, lịch thứ, lịch tuần, lịch năm. Năm khi mà bấm nút dưới giữ, bấm hoặc giữ thì cái kim hẹn giờ nó sẽ chạy và mình sẽ chuyển đến cái vị trí thời gian mình muốn đặt hẹn giờ. Ok, và khi mà đến chạy đến đấy thì sẽ có tiếng chuông kêu báo hiệu đồng hồ rất là hay, hôm nào mình sẽ thử cho các bạn sau. Rồi tiếp đến là ấn muốn thay cái lịch thứ, tháng, năm và tuần thì bạn giữ 5 giây cái phím phía trên. Đấy, mọi người lưu ý là vẫn đang ở trong chế độ hiển thị lịch hiển thị giờ bình thường chứ không phải là trong cái bấm giờ đâu. Đấy, khi mà bấm B C thì khi mà cái kim dài nhỏ nhất nó quay tròn một vòng ấy thì nó thể hiện nó đang ở trong cái chế độ chỉnh lịch tuần. Và đây mình sẽ bấm phím dưới để thay đổi các thứ, các cái ngày trong tháng, ngày 17, 18. Ok, hôm nay ngày 18, dừng ở đây. Mọi người có thể giữ phím B đấy để chuyển. Tiếp đến là ấn thêm phím C nữa ở phím phía trên nữa thì cái kim lịch tuần nó sẽ quay các cái thứ trong tháng, thứ trong tuần, Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ok, mọi người sẽ chỉnh cái thứ hôm nay thứ ba. Tiếp đó ấn tiếp cái phím phía trên thì nó sẽ thay đổi theo tháng, nó chuyển sang cái chế độ chỉnh tháng. Và bây giờ nó đang là 12, ấn qua 12 nó sẽ quay một vòng. Tương tự như ngày thế, qua ngày 31 nó sẽ kim nó sẽ quay một vòng về ngày số 1. Đấy, cái đuôi đỏ đỏ ấy, nó chỉ hiển thị tháng, bây giờ tháng 12.
ấn thêm phát phía trên nữa là chỉnh năm, thì theo cái điển lịch vừa rồi, theo cái bảng lịch vừa rồi thì năm 2018 là cộng 2 đấy. Rồi nghiên cứu thêm nhé. Sau khi chỉnh xong rồi thì mọi người bấm cái crown về vị trí ban đầu, vị trí trong thôi, ấn nó vào cho nó khít thôi. Đấy, đấy là cách sử dụng của em nó. Đây là hướng dẫn cách bấm giờ. Thì khi mà khi đang ở chế độ hiển thị thời gian, mọi người bấm phím dưới thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ bấm giờ. Khi bấm giờ thì vị trí của kim như này, kim lịch tuần sẽ CH vào một cái chỗ màu đỏ, kim dài sẽ thẳng đứng và kim dây sẽ vẫn chạy. Đấy, khi mà bấm phím trên thì cái kim dây nó sẽ chạy. Cái con này nó có độ chia chính rất là chính xác 1/5 giây. Đấy, mọi người chú ý, mọi người cùng tham khảo. Ok, bây giờ mình sẽ dừng cái video ở đây để mong mọi người góp ý. Đây là video đầu tiên nên mọi người thông cảm. Ok, chào các bạn.